Đây là cái cách chúng ta có thể khiếu nại những cái đơn hàng á mà bị lỗi quyết toán vận chuyển á, nó dẫn đến cái tiền vận chuyển á đội lên rất là cao, có khi là nó âm cả tiền hàng của bạn luôn, hoặc là những cái đơn hàng mà nó không có tính phí ship khách hàng vào á, dẫn đến chúng ta bị lỗ. Và đây là cách khiếu nại giúp chúng ta lấy tiền về nha, nếu không chúng ta sẽ bị mất rất là nhiều tiền luôn á. Đầu tiên á, chúng ta sẽ vào cái tab trung tâm trợ giúp này trên cái trang Seller Center này, sau đó chúng ta sẽ tạo yêu cầu mới này. Chủ đề ở đây á, chúng ta chọn phần tài chính này, tư vấn về hóa đơn này. Ở đây thì mình có thể chọn là hóa đơn nền tảng hay là các vấn đề thanh toán khác cũng được, tại vì cái này liên quan tới cái phần quyết toán đơn hàng á. Chúng ta sẽ nhập những ID đơn hàng mà bị lỗi quyết toán đơn vào đây, và sau đó chúng ta nêu rõ vấn đề là chào admin, mình là chủ shop gì đó, mã cửa hàng là bao nhiêu, và mình có một những cái sản phẩm mà mọi người bị trả lời cân nặng á, mọi người nhập vào cái mã sản phẩm của mọi người vào đây luôn, và ghi rõ cái vấn đề là mọi người bị trên lệch về cân nặng này kia, cái cân nặng mà quyết toán đơn đó, nó không giống như cân nặng thực tế. Và ở đây á, mọi người có được duyệt hay không á, nằm ở đây này, đính kèm tẹp này, thì mọi người sẽ có một cái số file để đính kèm tẹp. File thứ nhất chúng ta cần tải lên đó là cái file mà chúng ta quay lại cái video mà đóng gói hàng hóa, và sau đó đem cái hàng hóa đó lên cái cân đó để xem cân nặng thực tế là bao nhiêu, và cái video tầm khoảng là 30 cho đến 45 giây là ok rồi. Và cái file thứ hai chúng ta sẽ chụp hình cái cân nặng cân thực tế đó để chứng minh. Và có cái file thứ ba là chúng ta sẽ chụp hình lại cái phần mà quyết toán đơn hàng á, thấy cái mã ID đơn hàng, ID quyết toán là bao nhiêu và nó trên lệch cân nặng là bao nhiêu luôn. Thì chúng ta cần có ba cái file như vậy thì bên top họ sẽ giải quyết cho chúng ta, còn nếu chúng ta không có bằng chứng á, thì họ sẽ rất khó giải quyết đó. Và sau đó chúng ta sẽ cần bấm gửi là ok. Và gửi á, thì chúng ta phải gửi ít nhất là 2-3 lần nha, tại vì lần đầu tiên thường là máy nó sẽ trả lời. Ngoài ra chúng ta có thể nhắn tin cho cái phần là online support này, hỗ trợ trực tuyến này, để họ đẩy nhanh cái tiến độ mà hỗ trợ giải quyết cái khiếu nại chúng ta nha. Đối với những cái đơn bị lỗi á, nếu các bạn dưới 20 đơn á, thì chúng ta có thể đến ta sẽ tạo từng cái phiếu hỗ trợ nha. Còn đối với những các bạn nào mà bị mà hơn 20 đơn á, chúng ta có thể tạo một phe sale á, và sau đó chúng ta up lên cái chỗ cái tệp hỗ trợ hồi nãy nha. Và một cái nữa là khi mà chúng ta quay video, chúng ta làm bằng chứng á, thì nếu mà được chúng ta sẽ đo thêm cái kích thước của gói hàng chúng ta, hoặc là chúng ta chụp hình những cái kích thước, những góc cạnh á, để chúng ta up lên ta làm bằng chứng cho tới lúc shop mà xử lý nha. Và chúc các bạn thành công nha.